Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong nghiệp ứng kiếp có thiên cầu. Con đang nghe thấy chương trình tụng nguyện tụng Như Lai nghiệp nhiều màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những điều Bồ Tát hải ý hỏi về pháp môn Tịnh Ấn quyển 17. Lúc Đức Thế Tôn nói pháp môn phá trừ ma, tất cả cung ma đều trở nên tối tăm, đã đi hiện độ 6 cách chấn động. Nhưng lúc Phật mới ngồi nơi đầu tràng Bồ Đề đang còn ở quả vị Bồ Tát, chưa thành chánh giác. Bây giờ từ giữa đôi chân mày phóng ra hào quang lớn, làm cho các cung ma cũng đều bị chìm lấp trong bóng tối như hôm nay không sai khác. Khi đó chúng ma ác thấy tướng biến dị lạ thường như thế, đều vội vàng chỉnh đốn bốn thứ bên chúng. Như lúc xưa từng kéo đến đầu tràng Bồ Đề, nay cũng như vậy. Thống lãnh bốn bên chúng dàn động tới 36 giờ tuần, đến đều đầy khắp quân ma rầm rộ đi đến chỗ pháp hội đại tập, để bảo trang nghiêm của Đức Thế Tôn. Như thần lực của Phật nên tất cả đám quân ma đông đảo ấy đều không thể trở lại của ma. Là cũng do thần lực của Phật nên khi chúng ma đến nơi, hoặc thấy các cõi nước khác đều có Phật Thế Tôn. Cùng với chúng Bồ Tát bất thoái chuyển, hóa độ chúng sinh và các vị A-la-hán, đã đoạn các kết xử và các chúng sinh có đầy đủ chánh kiến. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát hải ý, này hải ý, nay ông có thấy các chúng ma ác ấy tranh trang nghiêm như thế đi đến chúng hội không? Bồ Tát hải ý bạch Phật, và Thế Tôn con đã thấy. Phật bảo Bồ Tát hải ý, các chúng ma ấy đến pháp hội này muốn khởi làm các chướng nạn nơi chánh pháp của ta, ông nay sẽ làm gì? Hải ý bạch Phật, bạch Thế Tôn, con nay sẽ chúng ma ác này đạt nên trong thế giới chư lạc trang nghiêm nơi phương khác. Lúc ấy tôn giả Xá Lợi Tử hiện có mặt trong chúng hội đều nói với Bồ Tát hải ý, lành thay đại sĩ, thế giới chư lạc trang nghiêm ở nơi phương nào, Đức Phật giảng thuyết chánh pháp ở cõi đó danh hiệu là gì? Bồ Tát hải ý nói, tôi tôn giả Xá Lợi Tử về phương đông cách cõi Phật này hơn 12 hằng hà sa số cõi nước, có thế giới tên là Chư Lạc Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tồi Ma, Như Lai Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Hiện tại đang giảng nói pháp. Do nhân duyên gì mà thế giới đó được gọi là Chư Lạc Trang Nghiêm? Tư Tôn Giả, nghĩa là ở thế giới ấy có các sự hỷ lạc, các thứ công đức, các vị trang nghiêm. Nếu nói rộng về các vị tu thắng vi diệu như nơi thế giới đó, thì dẫu trải qua một kiếp cũng không thể nói hết tận. Do vậy nên thế giới ấy có tên là Chư Lạc Trang Nghiêm. Lại nữa, Đức Phật nơi cõi ấy có danh hiệu là Tồi Ma Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nghĩa là lúc Đức Thế Tôn mới ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, đang còn ở quả vị Bồ Tát, chưa chứng nhất thiết trí, từ nơi thân phóng ra ánh sáng, chiếu khắp các cõi ma. Theo đó trong cõi ma có trăm câu chi chúng ma, mỗi một ma lại có 1.000 câu chi quyến thuộc. Lúc ấy các ma cùng kéo đến chỗ Bồ Tát muốn khởi tạo các chướng nạn, nhưng nhờ thần lực của bậc đại sĩ ấy nên chúng ma không thể gây tạo các thứ trở ngại. Khi đó mỗi ma đều khởi tâm cho là điều ít có, nên cùng hướng về Bồ Tát quy y đảnh lễ. Bồ Tát liền vì họ mà thuyết pháp tương ứng. Chúng ma nghe rồi thân tâm được thanh tịnh, liền phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau đó Bồ Tát chứng đạo đắc quả Bồ Đề vô thượng, đây mới gọi là danh hiệu là Như Lai Tồi Ma. Lại nữa, lúc Đức Phật ấy còn ở qua vị Bồ Tát trong kiếp trang nghiêm, đã đời quá khứ, đã có danh hiệu là Hàng Phục Ma. Nay trong hiện kiếp này, chứng đắc đạo quả Bồ Đề, có thể làm cho các ma phát tâm Bồ Đề từ sự Phật Pháp. Đức Phật ấy vì các chúng Bồ Tát chỉ giảng nói Pháp Đại Thừa Tối Thượng, không hề nói đến tên gọi của hai thừa. Thưa Tôn Giả, vì vậy nay tôi đem các chúng ma này đặt yên nơi thế giới chưa lạc trang nghiêm, rồi khiến các chúng ma ấy không còn gây tạo các việc ma nữa. Ở cõi Phật ấy, họ sẽ cùng với Bồ Tát Hàng Phục Ma đồng phát tâm Bồ Đề, có thể thành viên mãn các pháp phần Bồ Đề. Lúc này các chúng ma nghe như vậy rồi thì sinh tâm kinh sợ, thân sợ gai ốc, liền muốn lìa khỏi chúng hội, nhưng do thần lực Phật nên chúng không thể đi được, là cũng không thể lẩn tránh, nỗi sợ hãi càng tăng, nên được hướng về Phật quy mạng đảnh lễ bạch Phật. Xin Đức Thế Tôn cứu độ chúng con, xin bậc thiện thể cứu độ chúng con, đừng để Bồ Tát hãy đặt chúng con trong thế giới ấy. Đức Phật bảo các chúng ma, chư ma các người sẽ sinh sợ hãi. Bồ Tát đại sĩ đối với mọi chúng sinh không hề nhiễu hại,
Các ngươi cần phải tự mình đến trước Bồ Tát Đại Ý cầu xin sám tạ. Bồ Tát sẽ vì các ngươi khéo cứu hộ. Các chúng ma nghe như vậy, liền chắp tay hướng về Bồ Tát Đại Ý đảnh lễ thưa. Chúng con đây xin sám tạ đại sĩ. Chứ đặt chúng con vào nơi thế giới chưa lạc trang nghiêm. Như chỗ chúng con sẽ làm, chúng con xin không dám trở lại chúng hội này lần thứ hai nữa. Bồ Tát Đại Ý nói, các ngươi nên biết, tại này đối với các ngươi, đâu lại không thể nhẫn. Vì sao? Vì Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh thường hành nhẫn một cách rốt ráo. Chứ mà các ngươi đây hãy đến thế giới chưa đạt trang nghiêm, xem xét các việc trang nghiêm nơi cõi ấy. Như là tuổi mà ấy không hề nhiễu hại các ngươi. Bây giờ Bồ Tát ấy liền duỗi cánh tay phải màu vàng rồng, chói lọ xoa trên đỉnh đầu các ma để gia trì cho họ và dạy. Nếu pháp chân thật, thì lời này là chân thật. Các Bồ Tát đối với các pháp không hề tiếc lẫn, cũng không hề giấu kín, nên do lời chân thật này, như thần lực hiện có của ta như vậy, khiến cho chúng ma này đều được lợi ích. Bồ Tát hãy ý nói như vậy rồi, thì các chúng ma liền có thần lực được đủ. Lúc ấy tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách. Các chúng ma nơi hội này không còn hiện chỉ trong khoảnh khắc, nhờ sức gia trì của Bồ Tát hãy ý, nên họ đã đến thế giới chưa lạc trang nghiêm, liền đến chỗ Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, tuổi ma, cùng nhau đảnh lễ dưới chân, giữ quanh theo phía bên phải 7 vòng, rồi lui ra đứng sang một bên. Khi ấy trong cõi Phật ấy có một Bồ Tát tên là Hàng Phục Ma. Thấy sự việc như vậy rồi, thì bạch Phật, bạch Thế Tôn, có chút ít ánh sáng hiện ra với đám chúng sinh kém cỏi, với dung mạo dị thường, có thể là kẻ từ phương nào đến đây. Đức Phật ấy dạy, này Tỳ Nam, về phương Tây cách cõi Phật này hơn 10 hằng hà sa số thế giới, có thế giới tên là Ta Bà. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, hiện đang ngự tại đạo tràng đảm bảo trang nghiêm, tuyên thuyết rộng khắp chánh pháp nơi đại tập hội. Là có vô lượng A Tăng Kỳ, các đại Bồ Tát dược sự tánh đếm khắp 10 phương thế giới đều vân tập đến cái nhận chánh pháp. Trong pháp hội ấy có một Bồ Tát tên là Hải Ý, khẽ mặc áo giáp đại kiên cố, không thể nghĩ bàn, có thể thỉnh vấn Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai về chánh pháp. Đang lúc sắp nói pháp thì có chúng ma ác kéo đến chỗ pháp hội ấy, muốn khởi tạo các chướng nạn, nên Bồ Tát Hải Ý bèn đưa các chúng ma ấy đến cõi này vì muốn hóa độ, khiến họ thành tựu. Lúc ấy Bồ Tát Hàng Phục Ma nói với các ma: này chúng tôi cùng với chư ma các ngươi đồng phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác. Vì sao? Vì lúc xưa ta cũng đã từng ở nơi loài ma khởi tạo các chướng nạn đối với chúng sinh gieo trồng thiện căn. Sau đó ở trong pháp của Đức Như Lai này, xin phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó tâm tâm các ma đã được bền vững, là tất cả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã phát tâm rồi cùng nhau nói như vậy: chúng con đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện vĩnh viễn không làm các việc ma nữa. Bây giờ Bồ Tát Hàng Phục Ma liền khiến cho chúng ma ấy cùng ở nơi tòa sư tử bảo trang nghiêm của chúng hội ấy và khuyến tỉnh: thưa Tỳ Nam, thế nào là chánh pháp đại tập hội mà Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết? Thì theo chỗ ưa thích các ngươi nay sẽ diễn nói. Khi ấy các ma vâng theo sự ba thần gia trì của Bồ Tát Hỷ. Tôi thì ở tại tòa sư tử, từ miệng và lỗ chân lâm phát ra âm thanh thanh tịnh giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai giảng nói về chánh pháp đại tập hội với văn tự như vậy, chương cú như vậy, mỗi mỗi đều tuyên nói đầy đủ, không thiếu sót, cũng không tăng giảm. Bồ Tát Hàng Phục Ma ở nơi chỗ chúng ma ấy được nghe chánh pháp đại tập hội như vậy, liền sinh tâm hy hữu bạch Phật: bạch Thế Tôn, con nay muốn được trông thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai và thế giới Ta Bà, là muốn thấy Bồ Tát Hải Ý và chúng đại Bồ Tát khắp 10 phương thế giới phân tập đến pháp hội đó. Như Lai tuổi mà ở thế giới ấy liền phóng ra hào quang lớn từ giữa đôi chân mày, gọi là phổ thiện nhất thiết sắc tướng. Ánh sáng này chiếu tỏa về phương Tây trong 22 hằng hà sa số cõi nước chư Phật, để thế giới Ta Bà trùng khắp không gián đoạn. Các chúng Bồ Tát trong thế giới chưa lạc trang nghiêm đã thấy Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni đang ở tại đạo tràng đảm bảo trang nghiêm, có 100.000 loại sắc tướng tạo uy quang cho tòa sư tử báu,
Và chúng Đại Bồ Tát từ khắp mười phương thế giới vân tập tới Pháp hội, tuyên thuyết rộng lớn chánh pháp đại tập hội. Lại thấy nơi thế giới Ta Bà này, nước lớn dâng đầy khắp giống như biển cả, nhưng trong đó mọi việc không hề bị chướng ngại. Lại thấy các Đại Bồ Tát từ mười phương thế giới đến giờ Pháp hội, mà mỗi vị đều ngồi trên hoa sen lớn gồm các báu trang nghiêm, nghe nhận chánh pháp. Hoa sen ấy mỗi mỗi đều dài rộng một câu lô xá. Các đại sĩ nơi cõi này thấy tướng ấy rồi đều sinh hoan hỷ, vui mừng khôn xiết, liền dùng diệu hoa từ xa tôn rải cúng dường Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Nhờ thần lực của Phật lên chùa tôn đại hoa, đều hội tụ trên đảnh Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, có thành một lọng hoa rộng lớn tươi đẹp. Cả đại chúng nơi pháp hội đại tập thấy lọng hoa lơ lửng trên không nơi đỉnh đầu Phật Thích Ca Mâu Ni, thì liền sinh lòng hy hữu cùng bạch Phật. Bà Thế Tôn, lòng hoa này từ đâu bay đến? Phật nói này chư vị, lòng hoa này á là do đại chúng Bồ Tát ở thế giới chưa lạc trang nghiêm tự xa hướng về pháp hội này tung đại hoa tụng diệu để cúng dường. Cả chúng hội cùng bạch Phật, Bà Thế Tôn, chúng con muốn thấy thế giới chưa lạc trang nghiêm và Đức Thế Tôn Như Lai, tội ma nơi cõi cũng muốn thấy chỗ đến của các chúng ma và mọi việc làm ở thế giới đó. Đức Thế Tôn biết chỗ ưa thích của chúng hội, liền bảo Bồ Tát Hải Ý: Này Thì Nam, hôm nay chúng hội này muốn trông thấy thế giới chưa lạc trang nghiêm, cũng muốn được thấy Đức Như Lai tội ma nơi cõi đó. Vậy ông có thể hiện ra để tất cả chúng hội cùng chiêm ngưỡng. Bồ Tát Hải Ý vâng theo lời dạy của Phật, liền phóng ra 10.000 từ giữa 10 ngón tay, chiếu tỏa về phương đông cách đây 12 hàng hạ xa số cả nước của chư Phật, để thế giới chưa lạc trang nghiêm. Sáng rực trùm khắp không gian không gián đoạn, tất cả đại chúng nơi chúng hội này đều thấy thế giới chưa lạc trang nghiêm, còn được thấy Đức Như Lai tội ma. Đại thế chúng ma ở nơi pháp tòa tại Phật hội ấy, rồi vì đại chúng giảng nói chánh pháp của đại tập hội. Đại chúng trong pháp hội này thấy các sự việc như vậy rồi, liền sinh tâm hy hữu. Mỗi một đều từ nơi hoa sen đứng dậy, hướng về Đức Như Lai tuổi ma chắp tay đảnh lễ. Đều nên dùng hoa tươi đẹp tung rải cúng dường. Nhờ thần lực của Phật nên chỗ hoa tung rải đó đều hội tụ trên đảnh Đức Như Lai tuổi ma, có thành lầu các hoa thù tán rộng lớn. Bây giờ chúng ta bạch với Như Lai tuổi ma: Bạch Thế Tôn, cho con lại muốn trở lại thế giới Ta Bà, nơi chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói: Thiện Nam, nay là đúng lúc, đúng là lúc các ngươi có thể trở lại cõi ấy. Lúc đó các ma với năm vóc sát đất đã lại giới chân Phật, những quan tự bên phải bài vòng, nhờ thần lực của Bồ Tát Hải họ liền ẩn mất, không hiện nơi cõi ấy nữa, chỉ chốc lát liền trở về thế giới Ta Bà, cùng đảnh lễ nơi chân Phật Thích Ca Mâu Ni. Những quan theo phía bên phải bài vòng lưu qua một bên, thâu giữ tâm ý cung kính quy hướng. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các ma: Này chư vị, các vị đã thấy thế giới chưa lạc trang nghiêm chưa? Các ma đáp: Thưa tôn giả, chúng tôi thấy rồi, cõi ấy thật đẹp đẽ, thanh tịnh ít có. Đó chính là nơi thanh tịnh vô cấu tối thắng. Chúng tôi thấy rồi, để phát tâm cho thượng chánh đẳng chánh giác. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo: Này chư vị, các vị đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên làm cái việc ma và nói lời ma nữa. Chúng ma đáp: Thưa tôn giả, trước có người khéo trụ nơi tâm sâu bền như chúng chư Bồ Tát mới có thể hành dụng các việc ma. Vì sao? Vì như chư Bồ Tát là bậc khéo nơi trú tâm sâu bền, tức bậc đầy đủ năng lực, có thể tùy theo chỗ cần thiết mà phát khởi việc ma. Do đó tôn giả nên biết, cái Bồ Tát hành dụng việc ma đó chính là hành hóa Phật sự, chứ chẳng phải là làm việc ma. Lúc các ma ở nơi cõi Phật đó hiện thần biển rồi, nơi chúng hội này có 2 vạn người ở trong chúng ma phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã có 1 vạn thiên tử phát tâm bồ đề vô thượng cùng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con đều nguyện thọ sanh nơi thế giới chưa lạc trang nghiêm. Lúc quan Đức Thế Ca Mâu Ni Như Lai thọ ký: Các vị sẽ sanh đến nơi ấy. Bây giờ Bồ Tát Hải Ý bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp bồ đề của chư Phật Như Lai, các ma và ngoại đạo thường gây tạo nhiều chướng nạn, kính xin Đức Thế Tôn kiến lập oai thần
khi cho chánh pháp này được trụ lâu dài nơi thế gian, là ở nơi kinh điển vô cùng thâm diệu như vậy hộ trì cho họ. Bạch Thế Tôn, ai có thể thọ trì đọc tụng lưu truyền rộng rãi kinh điển này thì sẽ được chư Phật Như Lai gia trì nên không hề ẩn mất, khi các chúng ma không thể quá nhiễu. Phật Bảo Bồ Tát hải ý: Này hải ý, ta nay kiến lập chánh pháp này để có chúng sinh muốn phát khởi tinh tấn trong các thiện căn nhằm đạt thành thục tùy vì họ mà giáo mà hóa độ. Khi chúng sinh ấy đối với kinh điển sâu xa như vậy sẽ như pháp thọ trì vì người khác diễn. Phật lại bảo Bồ Tát hải ý: Ông nay hãy lắng nghe và phải khéo thích ý. Như Lai sẽ vì ông mà nói về chương của bí mật, mời gọi tứ đại thiên vương. Với chương cú này có thể mau chóng triệu tập tứ đại thiên vương chỗ có chánh pháp này, chư vị sẽ đến hộ trì, sẽ cùng sẽ hộ trì pháp sư thuyết giảng. Lúc đó Thế Tôn liền nói: Đạt La Ni, Đát Ninh Đà Tam Di, Tam Ma Tán Để, Tát La Ni, Ta La Phược Để, Đạt Na Phược Để, Đồ Đồ Di, Đồ Đồ Ma Để, A Phược Lý Đa Nê, A Mạc Lý, Vĩ Mạc Lý, Vĩ La Nhĩ, các Lý, các Ni, Hồ Lỗ Phược Đệ, Hồ Lỗ Tán Đề, Nhị Lý Già, Tát Nhĩ, A Phược Trí, Vĩ Phược Trí, Mạc Mạc Khô Mạc Đệ, Ma La Nhĩ Đế, Vĩ Thú Đề, Vĩ Thú Đà Phược Đệ, Di Di Lý, Mạc Nổ Hạ La Sa Hạ. Này hãy chúng có biết mật như vậy có thể mau chóng mời gọi tứ đại thiên vương đến hộ trì chánh pháp thâm diệu này, có thể hộ trì pháp sư nêu giảng. Lần nữa chương cú này có thể khiến cho pháp sư khéo giảng nói pháp này cho chỗ đã làm quán sát kỹ về bốn phương khởi tâm đại bi. Lúc ấy nhờ sự gọi mời của chương cú bí mật này mà tứ đại thiên vương đều đến thâu giữ các pháp sư thuyết giảng. Bây giờ tứ đại thiên vương hiện có trong chúng hội này liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật chắp tay đảnh lễ bạch: Bạch Thế Tôn, đã có chúng sinh ở nơi chánh pháp thâm diệu tối thượng này mà biết rõ như thật là có thể vì người khác giảng nói như lý. Bốn thiên vương chúng con cùng các quyến thuộc thường đến bảo vệ hộ trì chánh pháp, là hộ trì các bậc pháp sư nêu giảng khi không còn chướng nạn và không có sự suy não. Kinh Những Điều Bồ Tát Hải Ý hỏi về pháp môn tịnh ấn quyển 18. Lại nữa, này Bồ Tát Hải Ý, ta nay vì ông mà tuyên thuyết về chú của bí mật triệu thỉnh Đế Thích Thiên Chủ. Chương cố này có thể mau chóng mời gọi Đế Thích Thiên Chủ đến hộ chánh pháp. Lúc ấy Thế Tôn liền nói: Đại La Ni, Đát Ninh Tha Nhã Duệ, Nhã Giả Phược Đệ A Chi Ma Cô Rị, Tất Đà Mạc Đệ, Thú Tỳ Phiến Đệ Các Rị, Ca Nị Nhĩ Nang Đế, Nang Đa Mạc Đệ, Đát Rị Các Rị, Xoa Duệ, Xoa Giả Mục Khế, A Phược Trá Nhĩ, Vĩ Phược Trá Nhĩ, Ba Rị Phược Trá Nhĩ, Ba Rị Thế Nĩ, Tất Mật Rị Đệ, Tất Mật Rị Đệ Tán Đề, A Nga Ta Kiều Tỳ Ca, Nhĩ Rị Nhĩ Đa, A Tô La Nhạ Dương Đê Nĩ Phược, Tam Ma Du Đế, A Bán Nổ Đạt Rị Ma, Đạt Rị Nhị Đô La Sa Ma Xí, Sa Tất Đa Dạ Nan Bộ Đa Nam Ma La Xoa Đạt Rị Ma Tả Rị Niễn. Này hãy ý chưa có biết mật như vậy có thể mời gọi Đế Thích Thiên Chủ đến để hộ trì cho các chánh pháp này và có thể hộ trì cho pháp sư thuyết giảng. Nhưng pháp sư ấy cần phải dùng chương của bí mật này trì tụng thân tâm trong lặng, tắm rửa đúng pháp, mặc áo tinh sạch và nơi pháp tòa hướng về phương đông, tung đại hoa tươi đẹp cúng dường, giúp cầu chư Phật rủ lòng thông nhận đối với chúng sinh luôn khởi tâm đại bi. Kính nghĩ là Đế Thích Thiên Chủ luôn thương yêu nơi vì ta mà đến, chỉ dẫn chúng nghe pháp khiến cho tất cả đều được nghiêm túc, là khiến cho văn cú của Đà La Ni này được hòa hợp. Những việc làm hiện tiền như vậy, nếu pháp sư kia nội tâm thanh tịnh, giới hạnh trong lành, tức có thể khiến cho Đế Thích Thiên Chủ đến thâu giữ, sắp xếp chúng hội, luôn khéo gia hộ. Lúc ấy Đế Thích Thiên Chủ hiện đang ở trong chúng hội này, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật:
Mà Thế Tôn, chư điệu Thế Tôn nói và đợi Vị Lai, nếu các pháp sư có thể thọ trì cho pháp này, con sẽ đến đó chỉ dẫn sắp xếp chúng hội hòa hợp văn cú để gia hộ. Lại nữa, chỗ nào hiện có trong pháp này thì con sẽ đến đó mà tạo sự thâu giữ khiến cho pháp được trụ lâu dài. Lại nữa, trong pháp này và đời Vị Lai, con sẽ vì chúng thiên tử của cõi trời 33 thường tuyên tuyết rộng rãi. Vì sao? Vì chánh pháp này là pháp Bồ Đề mà chư Phật Thế Tôn quá khứ, hiện tại, Vị Lai luôn tán dương. Đối với pháp Bồ Đề của chư Phật quá khứ, hiện tại, Vị Lai này, con luôn khởi tâm tôn trọng, nên con sẽ thuyết giảng cho pháp ấy. Lúc này Đức Thế Tôn khen ngợi Đức Thế Thiên Chủ: lành thay Kiều Thi Ca, ông có thể gầm lên tiếng sư tử nên phát ra lời và đời Vị Lai sẽ xin sẽ hộ trì chánh pháp. Lời ông nói ra nên như thế mà hành trì. Này Kiều Thi Ca, nhờ sức thâu giữ của chánh pháp này nên có thể khiến cho chư thiên thường được sự tối thắng theo chỗ nguyện cầu của ý lực của chúng Atula phải thoái chuyển hao tổn. Lại nữa, này Bồ Tát Đại Ý, ta sẽ vì ông mà đeo bày chúng cố bí mật nhằm hàng phục chúng thiên ma, có thể khiến cho chúng mau chóng thâu phục và đến hộ trì chánh pháp. Khi đó Đức Thế Tôn đi nói Đà La Ni: Đát Ninh Tha Thiết Di Thiết Ma Phược Đệ Thiết Di Đa Thiết Ngật La Ánh Cô Rị Mâu Cô Rị Ma La Nhị Đế Các La Nhị Chỉ Du Rị Đế Giả Chuyện Đệ Ô Lộ Giả Nhĩ Vĩ Thiết Xá Nhĩ Rị Ma La Ma La Bát Na Duệ Khô Khô Rị Kha Nga Nga La Địch Tế Nga La Tát Nê Ô Mục Khế Bát La Mục Khế A Mục Khế Thiết Di Đa Nhĩ Tát Rị Phược Nga La Hà Mãn Đà Na Nhĩ Nhĩ Ngọc Rị Hệ Đa Tát Rị Phược Ba Ra Bát Ra Phược Nỉ Na Vĩ Mục Ngật Đà Ma La Bá Xá Đắc Đà Tất Đa Mục Đà Mẫu Nại La A Nậu Nại Già Trí Đa Tát Rị Phược Ma Lại Tô Tả Rị Đa Bát Rị Thú Đình Vĩ Nga Tha Đô Tát Rị Chuyển Ma La Các Rị Ma Ni. Này ý, chưa có bí mật như vậy có thể thu phục chúng thiên ma, là có thể tiêu trừ tất cả phiền não. Vị pháp sư nêu giảng ấy cùng dùng chứng của bí mật này trì tụng ở nơi pháp tòa quán xét. Khắp chúng hội đều trú nơi đạo tràng và dùng tâm rộng tâm đại từ vô lượng với bản thân mình khởi tưởng y vương xem giáo pháp như thuốc hay. Với các người nghe khởi tưởng như bệnh nhân đối với Phật Như Lai khởi tưởng chánh sĩ, với pháp nhãn không lỗi lầm khởi tưởng an trụ lâu dài. Cái việc như vậy là đều nhờ sức giá trị của chúng của bí mật này, đặc biệt tất cả mà thuyết giảng pháp tương ứng hành dụng hiện tiền. Lúc ấy trong khoảng vòng quanh 100 chư tuần, các chú thiên ma không thể đến nhiễu hại. Giả như chúng ma có đến pháp hội cũng không thể gây tạo chú nạn. Khi đó chú thiên ma thì đang ở nơi pháp hội này liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ thần lực gia trì của Bồ Tát Đại Sĩ Hải Ý đã đưa chúng con đến thế giới Chư Lạc Trang Nghiêm ấy. Trước hết chúng con đã bỏ hẳn các nghiệp ma, nên chúng con thường phải hộ trì nơi chánh pháp này và đời Vị Lai sau này. Nếu trong các thành ấp, làng xóm hoặc tăng phòng nào có người tuyên thuyết chánh pháp ấy, thì chúng con xin sẽ đến đó lìa tâm kiêu mạn, hết lòng cung kính tôn trọng, chuyên chú lắng nghe. Đức Thế Tôn khen ngợi chúng ma: lành thay. Chúng ma các ngươi có thể tôn trọng chánh pháp như thế, trước tiên đã bỏ hết các việc làm của ma. Nay các ngươi ở trong pháp như vậy sẽ được nhiều lợi lạc, đó là nhờ thần lực của Bồ Tát Hải Ý dẫn đến. Lại nữa, bữa nay Bồ Tát Hải Ý, ta nay bị ông mà nêu rõ về chương của bí mật, gọi mời Đại Phạm Thiên Vương, chủ thế giới Ta Bà. Chương của này có thể gọi mời Đại Phạm Thiên Vương một cách mau chóng đến chùa pháp sư để hộ trì. Đức Thế Tôn liền nói: Đà La Ni, Đế Đinh Tha, Mùi Đát La, Giả Ca Rị, Các Lỗ Noa Ca Rị, Mậu Nỉ Đa Ca Rị, Ô Bế Xoa Ca Rị, Một Đà Ca Rị, Đạt Rị, Ma Ca Rị, Tăng Già Ca Rị,
tô ngật rị đa vị tả duệ ma vị đa nê nhị sắc ba rị đa kỳ ô nhà bát đệ ô nhô nga di đạt rị mana nại nhĩ tát đa bát la đệ sắc xá na ô ma bát đệ vị thú đề sa tức độ bát thiết dị tường phược lộ các giả một la hạ ma mạc du đệ sắc xá tama địa a phệ xoa đạt rị ma tả la niễn cô lỗ tát đạt rị ma ba rị nga la kháng ngật rị đa ma nậu bá la giả một đà nê đế linh ma tường phật thân na samala đa đạt rị ma tát các la bát ra phược rị đa nam cô lỗ tác đoạ vị du đạt nam bát la đẻ ngật rị hạ noa đạt rị ma na nga la bá ta đảm một đà đề sắc xá nam ma vị cô bát giả này hãy ý chứng của biết mật này có thể gọi mời đại phạm thiên vương pháp sư nếu giảng trì tụng chứng của biết mật này cần phải nương vào phẩm hạnh trú tâm vô ngại các căn ẩn mật khéo hộ các niệm nó là quyết định khéo làm cho thân nghiệp được thanh tịnh chân thật thâu giữ khẩu nghiệp khéo giữ vững tâm tuệ tu hạnh nhẫn làm thanh tịnh giới uẩn phát khởi xuất tinh tấn nắm giữ đa văn khéo quán tưởng khiến tâm thông suốt tự căn tuần hợp tu tập chánh hạnh giữa tam bồ đề khéo tu quán từ an lập đại bi khiến cho khắp chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi mọi thứ khổ não đạt được lợi lạc pháp sư ấy khởi tâm như vậy rồi khởi ở nơi tòa sư tử dốc cầu đại phạm thiên vương nguyện xin thâu nhận sau đó vì người khác thuyết pháp tương ưng đại phạm thiên vương cùng phạm chúng sẽ đến chỗ pháp hộ pháp sư hộ trì là được hãy ý pháp sư giảng pháp cần phải biết rõ lúc đại phạm thiên vương đến pháp hội pháp hộ thì có các tướng lành nghĩa là tất cả các chúng hội đều khởi tâm từ và các căn của chúng hội không hề thiếu sót và cũng giúp nhau an trú trong pháp bồ đề hoặc ưa thích giáo pháp và pháp sư khởi tượng tôn trọng hoặc chuyên chú nhất tâm xa lìa ý tán loạn hoặc buộc niệm đến các pháp thiện hoặc kiếm giữ các niệm dứt tuyệt mọi liên hệ bên ngoài một lòng nghe pháp hoặc ở chỗ pháp sư nghe các pháp môn vi diệu xưa nay chưa từng nghe chưa từng gặp nghe rồi thì có thể nói nếu khi các tướng lành hiện ra như vậy thì chính là lúc đại phạm thiên vương đến pháp hội bây giờ đại phạm thiên vương hiện có nơi pháp hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch phật và thế tôn ở mọi nơi mọi chỗ nếu có người tuyên thuyết chánh pháp tâm diệu như vậy dù con đang ở cõi phạm có vô lượng pháp lạc thiền định con cũng đều xả bỏ đến chỗ liền đến chỗ pháp sư thuyết giảng kia để hộ trì bạch thế tôn pháp giáo hộ ấy có 8 loại những gì là 8 một giáo hộ về niệm khiến pháp được nghe không hề quên mất 2 giáo hộ về tuệ khiến không trái mất đối với pháp thầm thâm 3 giáo hộ về hành khiến hiểu rõ nơi nghĩa lý 4 giáo hộ về biện tài khiến đoạn dứt các nghi hoặc 5 giáo hộ về ký thuyết khiến người nghe tất cả âm thanh ngôn ngữ đều hoan hỷ 6 giáo hộ về pháp hóa độ khiến người ấy siêu vượt tất cả chúng hội 7 giáo hộ về pháp hiện được sáng tỏ khiến không bị ám độn 8 giáo hộ về môn được xuất ly khiến người ấy nương pháp tu chứng mà Thế Tôn con dùng tại pháp như vậy để giáo hộ cho pháp sư thuyết giảng chúng con thường ở chỗ pháp sư âm thầm tìm cách hộ vệ khiến pháp được trụ lâu dài các mẫu án đều được diệt trừ những việc như vậy đều là chỗ kiến lập oai thần của Như Lai khi chánh pháp được ban rãi rộng khắp bây giờ Bồ Tát Hỷ là bạch Phật và Thế Tôn sẽ được Thế Tôn kiến lập oai thần khiến cho chánh pháp này an trụ lâu và đời vị la sau này khi chư Phật Như Lai đã nhập niết bàn nó có chúng sinh trọn căn lành sâu dài tiếp kiến cho họ có được kinh điển tâm diệu như vậy hoặc trao tận tay hoặc có những nơi chốn cất giữ lần lượt lưu hành khiến không ẩn mất lúc này Đức Thế Tôn nhận sự khuyến tỉnh của Bồ Tát Hải Ý rồi để phóng ra nhiều luồng ánh sáng
như màu sắc từ giữa chặng mày. Chú khắp tam thiên thế giới bao trùm sáng rỡ tất cả các thứ dược thảo, cây rừng, cát đá, nhờ tiếp xúc ánh sáng để biến thành hình tượng Như Lai. Các hình tượng biến hóa ấy đều ở trong đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm được cúng dường nhờ sự kiến lập oai thần của Phật, nên mà mọi hình tượng Như Lai biến hóa đều cùng nói như vậy. Vì chánh pháp này mà Như Lai Thích Ca Mâu Ni kiến lập oai thần, tức tất cả Như Lai mười phương cũng cần kiến lập oai thần. Nếu oai thần của chư Phật được kiến lập thì các chúng ma không thể tạo các chướng nạn được. Bạch Thế Tôn, dẫu cho số lượng của chúng ma giống như các sông Hằng, giúp hết sức lực hùng mạnh thì rốt cuộc cũng không thể giấy khỏi các chướng nạn đối với chánh pháp này. Vì sao? Giả sử đại địa này tan hoại, tất cả biển lớn đều khô kiệt, cái núi Tu Di đều bị nghiền như bi trần, có thể buộc gió lại, mặt trăng mặt trời đều rơi xuống đất. Trong không hiện các sắc tượng, nơi lửa có nước, trong nước có lửa, trong bốn đại chúng đều có tính khác, như tất cả chúng sinh đều cùng một tâm, hư không và đất cùng tương hợp. Giả sử nó có các việc như vậy thì sức gia trì của Như Lai cũng không hề có chút động chuyển. Lúc Quan Thế Tôn liền đưa bàn tay phải xoa đầu Tôn giả A Nan, bảo: Này A Nan, ông phải tọa trì chánh pháp này cho đời vị lai, hãy nêu giảng lưu truyền rộng rãi, làm cho chúng sinh đều được thọ trì đọc tụng diễn thuyết, khiến chánh pháp của Phật an trụ lâu ở thế gian. Bây giờ Bồ Tát hãy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do ý nghĩa gì mà phó chúc chánh pháp thâm tâm như vậy cho Tôn giả A Nan? Nhờ trí tuệ của Tôn giả A Nan hiện còn hạn lượng, trong pháp hội này có các đại Bồ Tát niệm tệ sâu rộng giống như biển lớn, không biết được độ sâu cùng bến bờ, sao không giao phó cho chư vị ấy? Phật nói này ý chẳng phải chỉ mỗi tuệ lực của Tôn giả A Nan mà có thể hộ thọ trì chánh pháp như vậy, đó là do oai thần của Như Lai kiến lập. Ông này nên phải biết, vào đời vị lai về sau này có các chúng sinh ở chùa Tôn giả A Nan nghe những chánh pháp sâu xa như vậy, nghe rồi liền tin vui, sinh đại hoan hỷ, phát tâm hy hữu nên nói như vậy, đều là sự kiến lập oai thần không thể nghĩ bàn của Như Lai. Như hàng thanh văn có thể tọa trì kinh điển tâm diệu quảng đại như vậy, đó là nhờ sức gia trì nơi oai thần của Như Lai. Khi đó trong chúng hội hoặc có hàng trời người nghĩ như vậy, diệu lực tư niệm về tổng trì của Bồ Tát Hải Ý có gián đoạn chăng? Sao Đức Thế Tôn chỉ nói Tôn giả A Nan đa văn bậc nhất? Lúc ấy Tôn giả Đại Ca Diếp biết trong chúng hội có sự nghi hoặc nên quán khắp đại hội đã bạch Phật. Bạch Thế Tôn, số tu niệm về tổng trì của Bồ Tát Hải Ý có sự gián đoạn chăng? Vì sao Đức Thế Tôn chỉ cho Tôn giả A Nan là bậc đa văn bậc nhất? Phật nói, giả sử trong hằng hà sa số cõi nước của chư Phật đều gồm thâu chúng sinh đầy khắp, ý ông thế nào? Chúng sinh dưới ấy có nhiều chăng? Tôn giả Đại Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo: Giả sử các chúng sinh như vậy cùng một lúc đều được làm thân người, không trước không sau, và mỗi đều đầy đủ sức tư niệm về tổng trì giống như Tôn giả A Nan không khác. Nếu đem sức tư niệm về tổng trì của tất cả chúng sinh kể trên so với sức tư niệm về tổng trì của Bồ Tát Hải Ý thì trăm phần không bằng một, cho đến Obani Sắc Đàm phần cũng không bằng một. Này Tôn giả Đại Ca Diếp, Bồ Tát Hải Ý này có thể nhận lãnh pháp được thuyết giảng của mười phương chư Phật mà không hề bị chướng ngại, chẳng phải chỉ ở nơi pháp được thuyết giảng của một Phật hai Phật mà không bị chướng ngại. Ví như trời mưa, biển cả không chỉ dung chứa một giọt mưa, hai giọt mưa không bị chướng ngại, mà có thể dung chứa tất cả các trận mưa không hề bị chướng ngại. Biển cả ấy cũng không tăng không giảm. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, đều có thể thọ trì pháp, thuyết giảng pháp của chư Phật Thế Tôn, chẳng phải ở nơi pháp được thuyết giảng của một Phật hai Phật mà không chướng ngại. Nhưng sức tư niệm về tổng trì của Bồ Tát không tăng cũng không giảm. Lúc thuyết pháp này, trong chúng hội có 8.000 chúng sinh phát tâm cho tưởng cho đại chánh giác. Do cùng nói như vậy, mỗi một chúng con đều nguyện sẽ đạt được sức tư niệm và tâm trì như Bồ Tát Hải Ý. Bây giờ cho thiên người trong hội mỗi một đều dùng diệu hoa tung đại cúng dường Phật và Bồ Tát Hải Ý.
Lúc ấy trong pháp hội có một Bồ Tát tên là Liên Hoa Trang Nghiêm Liên Bạch Phật Bà Thế Tôn. Nó có thiền nam thiền nữ nghe pháp môn thậm tâm này, nghe rồi lại tinh hiểu tòa thiền độc tụng, quán sát như lý, y pháp tu hành thì người ấy đạt được bao nhiêu phước? Đức Thế Tôn nói kẻ đáp: Bồ Tát Liên Hoa Trang Nghiêm, giả sử như trong tam thiên thế giới, chân kim đầy khắp dùng cúng Phật, lúc nghe pháp tạng liền tinh hiểu, phước này so trước là tối thắng. Giả sử trong 10.000 thế giới, châu báu đầy khắp cúng Như Lai, có người trì tụng kinh diệu này, phước ấy so trước không thể tính. Nếu trong 10.000 thế giới, để mọi châu báu dùng hành tí, nếu nêu giảng kinh thâm diệu này, phước ấy hơn trước không thể tính. Giả sử ngàn cấu chỉ cõi nước, châu báu trong ấy chứa đầy khắp, cúng khắp chư Phật thế gian tôn, tu hành pháp này hơn phước ấy, số lượng hằng hà sa mười phương. Châu báu cõi Phật cũng Như Lai, tu học chân thật nơi pháp này, phước ấy so trước không thể tính. Bốn loại pháp đủ vô biên phước, Phật cũng không thể nói hết được. Phát tâm Bồ Đề và hộ pháp, khởi tâm đại bi tu hành pháp. Bốn loại pháp đủ vô lượng phước, bậc trí nghe rồi không sinh nghi, hư không giới và chúng sinh giới, tâm Bồ Đề cùng trí chư Phật. Chánh pháp bóng ta tuyên nói này, chấn động mười phương cấu chỉ cõi, phóng quang minh tịnh và mưa hoa, không tấu tự vang trăm loại nhạc, tất cả Bồ Tát đại trí sĩ phát tâm tới thắng nói kệ tán, nghe diệu pháp môn được thuyết này, tất cả lợi lạc quả chân thật. Theo ta được nghe pháp như vậy, khắp cả chúng sinh được lợi lạc, đều nhờ được Như Lai gia hộ, khiến tâm Bồ Đề không quên mất. Số ngàn câu chi mười phương Phật, mỗi một chắp tay và đảnh lễ, khen ngợi biển đức bậc đại tánh, khéo trụ giá trị của Như Lai. Thiên Long Tu La Khẩn Na La, Càn Thác Bà và chúng Dạ Xoa, Phạm Vương Đế Tích Hộ Thế Thiên, ở trong không trung nói như vậy: Nguyện Thích Sư Tử trụ đời lâu, chánh pháp tối thượng không diệt mất, Bồ Tát dũng mãnh vượt các chúng, gia trì pháp thâm diệu như vậy, có người tọa trì pháp nhãn này, chúng con sẽ hiện thân đến đó, ở đó tôn trọng và chuyên chú, âm thầm hộ trì không phiền nhiễu. Bây giờ Thế Tôn bảo Bồ Tát Hải Ý: Này Hải Ý, chánh pháp này là mắt pháp vĩ đại, là pháp ấn vi diệu, là cờ pháp tu tán, quyết định lựa chọn các pháp, phân biệt các pháp, chư Phật Thế Tôn nói quá khứ, hiện tại vị lai, đều dạng nói pháp ấy. Này Hải Ý, như trước ta đã nói, các ông cần phải tôn trọng cung kính, chí thành kiên cố tu hành như lý. Phật giảng nói kinh này rồi, Bồ Tát Hải Ý, chúng đại Bồ Tát còn với hàng trời người Atula Càn Thác Bà ở thế gian, tất cả các đại chúng nghe Phật giảng nói rồi đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.